Hello anh em, chào mừng em đến với kênh của mình nhé. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách tải con Go88 anh em nhé. Thì tải Go88 nó dễ thôi. Thì mình sẽ đưa cái đường link này anh em lên cái ở Google, anh em copy xong rồi anh em dán vào đấy anh em tải được nhá. Chứ còn mình thì mình hướng dẫn anh em tải như thế này thôi, chứ mình không chơi anh em ạ. Mình thì mình không chơi con Go88, chủ yếu mình chơi con 68 cái bài là chính rồi anh em nhé. Hiện nay thì mình giã con này anh em ăn khá là nhiều. Hôm nay ăn cũng ăn cao lắm, ăn nhiều lắm. Thì tổng kết lại là hôm nay mình ăn hơn tầm khoảng gọi là tỷ 9. Hôm nay thì tổng kết của mình là mình ăn tầm tỷ 9 em ạ. Đấy thì giờ mình vào tiếp, nghỉ nãy giờ rồi, giờ vào tiếp chơi tiếp em nhá. Thì nay game nó ngon nên mình sẽ chơi mảnh tay nhá. Còn lúc nào mà game nó kiểu nó khó thì mình sẽ chơi nhẹ. Ok. Cái này hôm nay thì công thức thì mình vẫn áp dùng cái cũ thôi, công thức ở trong này này. Mà cái tay này thì mình chưa áp dụng công thức, tay này mình đánh theo kiểu hên xui em ơi. Tay này mình sẽ vào mình đánh kiểu hên xui nhá, mà mình sẽ bắt theo kiểu cầu 1, 2, 3 em nhá. Thì không phải là hên xui đâu, chẳng qua là mình theo cầu thôi nhá. Thì không phải là mình bắt theo kiểu soi single. Những ván này mà ăn thì mình sẽ... Rồi mình nghĩ không ăn em ạ. Ok. Thì nếu mà theo công thức thì nó chuẩn em nhá. Công thức thì là 8 trừ 4 cộng 9 nó ra lẻ thì đánh tài đúng rồi. Thì nhưng mà mình không theo công thức. Ok, thì ván sau mình sẽ theo công thức em nhá. Thì chơi mấy cái này thì chủ yếu chúng ta chơi thì kiểu bắt công thức mà chơi thôi cho nó an toàn. 15 trừ 5 này cộng cho không, quả này đánh xỉu nhá. Ok, hôm nay thì như này này, mục tiêu mình là ăn tầm khoảng gọi là lên tầm tỷ 2,5 tỷ không ơi. Nói chung thì hôm nay thì chơi nó ok một tí, kiểu chơi thì phải biết cầu kèo như nào đúng không, lúc muốn đánh to thì phải đánh to, mà lúc muốn đánh nhỏ thì phải đánh nhỏ, làm như nào đấy để mà kiểu cầu kèo nó vào nó hợp lý nhất có thể. Nhất thì ở trong con game này thì mình chơi thì vẫn hay có những cái gọi là đường cầu nó ảo, nó khá là ảo anh em ạ. Còn như này này, còn về những cái phần gọi là những cái phần gọi là như này nhỉ, cầu mà nó đi không đúng như thực tế, mọi người cứ vào nhẹ nhàng thôi. Ván này thì mình sẽ vào đây này. Ok này, không ngăn anh em ạ, đen thế nhỉ. Cầu ván này thì gãy chơi. Ok không sao, hai ván này mình cũng gãy khá là nhiều anh em ơi. Rồi thì đầu tiên thì mình sẽ gọi là ván này gãy. Ok, ván này gãy thì cứ từ từ thôi, bắt thêm ván nữa xem như nào. Hai ván này nó về cùng nghịch, ván này nó về cùng nghịch cay thế nhỉ. Ván này thì nó đang báo về tài nhá, nó đang báo về tài, mình sẽ theo tài tầm. Ok, 250 em nhá. Nói chung thì đánh như kiểu gọi là thằng điên luôn, đánh vốn rất to luôn anh em ạ. Thoảng thì đánh tay mạnh như thế này cho nó, anh em nhìn cho nó đã thôi. Con này mà về phát là mẹ mà gỡ luôn, chả ngu gì mà đánh nữa đúng không? Đánh như thế này còn tham cái gì nữa. Mày cầm 42 tỷ vào đánh đúng thằng điên. Ok này, mình sẽ mở một chút xíu nhá. Ok. Rồi thì ván này thì cuối cùng cũng là gọi là xuống xác của chúng ta nhá. Ok, hiện tại đang lãi tầm trăm, nó lãi tầm trăm. Rồi ngồi nghỉ tí nhưng mà bắt thêm ván nữa nhá. Cầu nãy là mình đang bắt chuẩn rồi, giờ bắt thêm ván nữa cho anh em xem này. 15 trừ 4 này. Còn ván này nổ một tiếp ván tài nữa nhá. Nó lại nổ tiếp một ván tài nữa. Ok, mình sẽ vào tài tầm khoảng là 130 nữa nhá. Ok, 140 luôn. Thì nay thì mình muốn lên tầm khoảng một lần 200 mấy đúng không? 200 2 tỷ rưỡi. Nếu mà muốn lên 2 tỷ rưỡi thì mọi người phải, nhất là mọi người phải giữ, phải biết được cách chơi nhất này. Đúng không? Từ từ nào, mình sẽ ngồi được một tí xíu, làm thế nào đấy để mà cho kiểu nó ok nhất có thể, đúng không? Đúng không? Chơi thì chúng ta phải biết được là cầu kèo nó chạy như thế nào, chứ không này gọi là nó lại gãy phát thì chúng ta lại còn ôm hẳn ấy. Ok, mình sẽ mở này, mở thì từ thôi, ăn phát nghỉ luôn anh em ạ, ăn phát nghỉ luôn. Một con 6, một con 3 nữa. Ok, tuyệt vời, chắc chốt được lãi rồi anh em ơi, chắc chốt được lãi rồi. Đánh thì phải đánh như thế thôi chứ mẹ, mình đánh mà đánh như nào nữa, phải chơi như thế thôi anh em. Bắt tiếp công thức nhá. 11 trừ cho 2 cộng 3. Ok, quả này nó ra xỉu nhá, một tay xỉu trị giá 200-300 mờ đấy. Nói chung bây giờ mình ham chơi to lắm anh em ạ, từ sáng giờ đánh toàn đánh to luôn à.
chứ anh em mà chơi theo kiểu gọi là nhỏ nhẹ nhàng thì nghĩ là cũng có thể thôi, đánh nhẹ nhàng thì nó cũng có thể thôi. Còn về cái việc mà là anh em mà chơi mà kiểu muốn đánh ăn cho to ấy, to và to hẳn luôn ấy, thì mình nghĩ là khó nhá. To hẳn thì mình nghĩ là khó, vì là nhất này là mấy con này nó kiểu là mình đã chơi thì phải ăn non thôi, mà một là ăn non, hai là anh em xác định là như này, xác định là kiểu ăn bình thường thôi. Còn về cái việc anh em xác định mà kiểu nó muốn ăn to thì mình đánh đang đánh ấy, chắc anh em phải có cái vốn nó cao và đã. Thứ hai anh em phải có kinh nghiệm, nó rất là quan trọng anh em nhé, kinh nghiệm nó rất là quan trọng luôn. Ok này anh em này, thấy chưa, ngon chưa đấy, chơi phải như thế anh em ạ. Còn về cái việc gọi là anh em gọi là còn về cái việc anh em gọi là như nào là anh em muốn là đánh mà nó ăn to nhất này, mọi người phải chơi cái này nó nhiều, xong rồi mọi người sẽ quen cầu, đúng không? Công thức thì mình nãy giờ mình cũng bắt như thường thôi, vì cái công thức này thì mình cũng gọi là không muốn chia sẻ ra cho mọi người, vì thứ nhất này mình chia sẻ mọi người để bảo thằng này lùa gà, đúng không? Còn mình mà không chia sẻ là anh em bảo gọi là giấu một mình chơi không cho ai biết, thì làm thế nào cũng có người nói này nói kia, cũng khá là khó khăn cho mình. Nhưng mà mình thì mình sẽ để tầm khoảng ngày mai đi, ngày hẳn hoi ngày mai thì mình sẽ chia sẻ hẳn hoi cái công thức này cho anh em, để cho anh em chơi cho nó kiểu gọi là ok có thể nhá, chứ không lại anh em lại bảo mình là cái bo kịch chỉn không chia sẻ cho mọi người, đúng không? Như thế khá là buồn. Ok, mình sẽ đợi một xíu nha anh em nhá. Mở nào. Một con ba, con sáu đẹp, con sáu thì đẹp. Uầy dài ơi, nó để công đang con sáu. Ok thì thôi, nhưng mà này là mình ăn được rồi nhá. Bye bye nhá.